Xin chào quý vị và các bạn, thời tiết có sự phân hóa giữa các vùng miền trên cả nước. Trong khi Bắc Bộ duy trì rét thì mưa lớn vẫn xuất hiện diện rộng ở các tỉnh thành miền Trung. Cụ thể, ở miền Bắc từ chiều nay khối không khí lạnh phía Bắc sẽ tăng cường trở lại, không còn có nắng và khô. Bắc Bộ sẽ nhiều mây, độ ẩm không khí tăng nhưng mưa không nhiều, chủ yếu là mưa nhỏ vài nơi, lượng không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất ngày dừng lại trong khoảng từ 19 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi tăng lên trên 23 độ. Với các tỉnh thành miền Trung, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sạt lở đất đá vùng đồi núi, ngập úng vùng trũng thấp ven sông. Về nhiệt độ thì tăng dần từ Bắc vào Nam, trong khi các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ trưa chiều ở mức 20 đến 23 độ, thì tại phía Nam có thể đạt mức 26 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ nhiều mây, có mưa rào rải rác tập trung trong khoảng chiều tối và đêm, cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa cho đến mưa to. Nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, trời lạnh tại vùng cao Tây Nguyên về đêm và sáng, trong khi đó các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ khá mát mẻ. Nhiệt độ trưa chiều khoảng từ 26 đến 29 độ ở khu vực Tây Nguyên và dao động từ 29 đến 32 độ đối với các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Đông Bắc có cường độ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động. Còn với khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Đông Bắc mạnh cấp 5, phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét. Thời tiết tại đây có mưa rông khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km và trong cơn rông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh nguy hiểm, cần chú ý đề phòng.